chén cháo nãy giờ cho hết nửa chén rồi. Hết đi. Thấy rồi. Hết đi. Hết chén cháo rồi. Ghê chưa? Ôi, dữ chưa? Dữ chưa? Đó, dữ chưa? Dữ chưa? Ôi, ghê bóng được luôn kìa. Ôi, dữ chưa? Ghê thiệt. Ghê thiệt ta. Dữ quá ta. Hết rồi đây con. Em ăn sấy sấy luôn kìa. Giúp bằng chân không nha ba. Không có dùng tay luôn. Không dùng tay luôn á. Giữ ra ta giỏi vậy mấy cầu thủ chứ. Cầu thủ ta đâu có dùng tay con. Đúng rồi, mới dùng chân ngoài đó. Rồi rê cái bóng qua sút coi. Rê cái bóng ra ngoài sút coi. Ủa cầu thủ đâu có chân này. Cầu thủ đâu có chân này đâu tiên. Ủa cầu thủ đâu có chân này đâu. Chân này chân nào mới ra hả? Lực mới hả? Không rõ, không có lực này luôn á tiên. Có vụ đó nữa. Tiếp tục kìa, tiếp tục. Chân ngắn quá. Dễ không tới. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Dễ trời ơi kìa. Cầu thủ gì mà ngồi đứng quẹo quẹo trời. Cầu thủ thì phải đứng lên con. Trời, thiếu sự chuyên nghiệp nha Tin nha. Cầu thủ thiếu chuyên nghiệp nha Tin. Không đi sang đi chuyên game được Tin. Tin ơi, vậy Tin chơi chuyên game được không? Nó bắt đầu làm trò rồi đó. Tin vậy sao chơi chuyên game được? Tin lấy cái banh màu trắng luôn Tin. Tin lấy cái banh da màu trắng xuống. Lấy cái banh da màu trắng xuống. Lấy cái banh da màu trắng xuống. Đó, lấy cái bàn da màu trắng xuống. Đúng rồi, lại lấy đi con. Lấy xuống đá luôn. Ok, ok, okay. Lại lấy đi con. Ừ. Đó, rồi. Đá đi. Xút. Ghê chưa? Ôi, những banh ghê chưa, xút luôn. Tìm cho nó đủ thể loại banh hết trơn á. Xút luôn, ôi, 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 ôi. Ôi kìa, 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 ôi kìa. Đảo đầu luôn ta. Đảo đầu luôn ta. Ôi, thấy mạnh kìa. Xuất luôn con, chớp. Vậy thì sao, xuất. Xuất. Xuất.